Quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đức Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, mệnh Bích Thượng Thổ trong tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Và tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thuộc mệnh Bích Thượng Thổ, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, đã chỉ ra rằng đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác tuổi Canh Tý sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, nhưng mà mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Canh Tý hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Canh Tý diễn ra trong tháng 9 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát, xua hung, lộ trình, may mắn? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thần tài ban cho lộc lớn, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia. Trong tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 9 âm của quý cô bác Canh Tý, sinh năm 1960, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh về tổng quan người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, là tuổi con chuột, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, nghĩa là đất trên vách. Số của người tuổi Canh Tý rất hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Mệnh chủ Canh Tý, xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc quan trọng vào thời điểm này, sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, không lo hao tổn tiền tài mà lại thu được nhiều thành quả như ý, đại cát, đại lợi. Người tuổi Canh Tý, tài giỏi, hiểu biết, cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Người tuổi Canh Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết sâu rộng nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời người tuổi Canh Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên khi về già, họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Tiếp theo xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết qua các phương diện chính. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 9 năm 2023 âm lịch của tuổi Canh Tý hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Người tuổi Canh Tý hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cân nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm, nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được để mình có quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến các hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng có, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng.
Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng 9, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam. Tại đây tuổi Canh Tý chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trừ khí, phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Canh Tý âm lịch, thấy rằng con đường tài lộc của người tuổi Canh Tý cũng có những điểm sáng đáng kể, bạn có thể thu tiền về đầy túi không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay trở lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, có những lúc con giáp này cần để ý đến các hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan. Coi thường những công việc đã quá quen thuộc, ngoài điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi năm 2023, nhờ quý nhân tam hợp xe duyên, chuyện tình cảm của tuổi Canh Tý ngày càng phong phú, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với các cặp vợ chồng, thời điểm này thích hợp để dành thời gian chia sẻ hóa giải mâu thuẫn, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, xóa tan sự căng thẳng trước kia. Gia đình bạn có thể cùng nhau đi du lịch để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên, bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội để có được tình cảm như ý. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Canh Tý bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này, có điều do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng. Bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương. Theo đông y mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe. Cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc dưỡng âm. Ẩm chống khô hanh nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều, người trẻ cũng vì cảnh buồn người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ bực tức, bởi vậy bạn cần phải giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng. Từ đó phòng tránh bệnh tật, nên theo dõi xem phong thủy hàng ngày để ứng dụng phong thủy vào đời sống, giúp đón lành tránh dữ. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Canh Tý có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Các tinh này che chở cho các mối quan hệ của Tý, mở ra những kết nối trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Về công việc, chính quan báo hiệu, Tý có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tý cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điềm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ. Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Canh Tý có thể an tâm hưởng thụ thành quả khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực. Mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cho mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy. Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ thì không có gì không làm được. Dù là cuối tuần nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, song sự bận rộn này đổi lấy những hiệu quả bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi nhé. Quý nhân, Hợi, Thìn, tiểu nhân, Mão, Dậu, màu sắc may mắn, vàng, hồng, con số may mắn, 78, 25, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tý,
sinh năm 1960, tháng 9 âm lịch 2023. Hung tinh Thiên Cẩu nhập mệnh, người tuổi Canh Tý nên giữ được bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này, nếu không người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả chẳng thể như mong muốn, dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc cuộc sống có chút thay đổi nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi vướng mắc bởi những vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ càng rủi ro lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung, người tuổi Canh Tý làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, kết hợp vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Quý nhân, Thân, Dần, tiểu nhân, Mùi, Ngọ, màu sắc may mắn, đen, nâu, con số may mắn 89, 21, 56. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 9 âm lịch 2023. Tuần mới, tuổi Canh Tý được Thiên Đức Cát Tinh hậu thuẫn nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gai gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Một số dự án ban đầu, đầu tư bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Canh Tý đã gặt hái không ít thành tựu nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót, chúng rất mất thời gian sửa chữa cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Canh Tý cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, từ cả hai nguồn thu phụ và chính, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, đen, hồng, con số may mắn, 90, 72, 34. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 9 âm lịch 2023. Tỷ Thiên nhắc nhở người tuổi Canh Tý tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này, dù bạn có những ý tưởng và quan điểm trong tuần này. Muốn thể hiện nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm. Sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến bạn không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi bản mệnh sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ do tiểu hao cản trở, các khoản chi phí vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm của mình hay sao nhãng vun vén các mối quan hệ cá nhân, chu toàn gia đình, chăm sóc bạn đời, hẹn hò người yêu. Không chỉ là những trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành, nó còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Quý nhân, Thìn, Tỵ, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc may mắn, tím, đen, con số may mắn, 89, 35, 21. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 9 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Canh Tý. Khẩu quyết: tiền bạc tổn hao, người tuổi Canh Tý đưa ra những kế hoạch nhìn thì triển vọng nhưng lại chưa thực sự phù hợp với thực tế, khiến rắc rối liên tiếp xảy ra. Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề và tìm hướng khắc phục ngay. Ngược lại, nếu đưa ra phán đoán sai, rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân thì bạn khó tránh khỏi cảnh hao tài tốn của, mất công mất sức mà mọi việc không được như ý muốn. Tháng này bản mệnh cần hạn chế tính nóng nảy hay sự bất cẩn, gây thù chuốc oán với người khác. Nếu vướng vào các vụ tranh chấp kiện tụng, bạn không chỉ mất công mà còn mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi, khiến các dự án phải tạm thời chững lại, tiểu nhân quấy rối. Tháng này người tuổi Canh Tý vẫn cần cẩn thận trước nguy cơ tiểu nhân luôn nhằm nhò, tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế dù có đạt được thành công bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì bạn cũng hãy cẩn thận khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không cần quá lo lắng đến kẻ tiểu nhân, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tổng quát vận hạn tháng 9 âm của cô bác tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, và bây giờ sẽ là mục được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Vận mệnh của bạn thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, không quyết định bởi tướng mạo và chiều cao, mà quyết định bởi trong tâm bạn chứa đựng cái gì. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tốt đẹp thì thân thể bạn sẽ mạnh khỏe, trong tâm bạn chứa đựng những điều tươi đẹp thì dung mạo bạn sẽ tươi đẹp, trong tâm bạn chứa đựng đầy năng lượng thì thân thể bạn sẽ tràn đầy năng lượng, trong tâm bạn chứa đựng niềm vui thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc, trong tâm bạn chứa đựng tự tin thì cuộc đời bạn sẽ sống rất thoải mái tự tin. Cảnh giới của cuộc đời, tương lai của sinh mệnh, nói là ở trong mê, kỳ thực chính là ngay trước mắt, chính là ở trong sự lựa chọn của bạn, chính là trong tâm bạn. Tướng tùy tâm sinh, duyên do tâm định, duyên khởi ở tâm, mà tu cũng là ở tâm. Mỗi người chúng ta đều giống như một chiếc chai không, trong tâm chúng ta chứa đựng những gì thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.